Xin chào khán giả thân yêu của FPT Play và chúng ta đang đến với những hình ảnh của nhà thi đấu Lãnh Bình Thăng, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh để đón theo dõi ngày thi đấu cuối cùng của giải bóng rổ sinh viên thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 và trận đấu đầu tiên sẽ là cuộc đối đầu ở thế thức chung kết nữ của hai trường đại học Đại học Tôn Đức Thắng và Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao thành phố Hồ Chí Minh. Đây là đội hình ra sân của trường Đại học Tôn Đức Thắng gồm có số 8 Trúc Linh, số 11 Bửu Bửu, số 12 Tuyết Minh, số 14 Tường Vi và số 33 Thanh Vi. Còn về phía Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao thành phố Hồ Chí Minh, các cầu thủ đánh chính gồm số 6 Thùy Dung, số 8 Thùy Phường, số 10 Hồng Nhung, số 24 Ngọc Hiền và số 28 Võ Ngọc Tường Vi. Chúng ta sẽ chuẩn bị đến với màn tip off. Như vậy phần thắng đã thuộc về trường UPS ở tình huống tip off này. Là một cú ném ngay, 3 điểm tính ở cú ném đầu tiên trong ngày. Khai thác bạch đỏ. Đó là 2 điểm tính nữa dành cho UPS. Đây là câu trả lời quá hay. Một cú ném trực diện và 3 điểm tính dành cho các cô gái của Tôn Đức Thắng. À, chắc chắn là không khí còn bùng nổ hơn nữa khi mà thời gian tan học đã qua. 3 điểm tính được ghi bởi số 12 Minh Minh. Chuyền bóng khá hay. Động tác boom fake và ghi điểm rất cảm giác. Tình huống thiếu may mắn của cô gái bên phía UPS. Và đó là câu trả lời của Tôn Đức Thắng. Không thể tin nổi. Cú ném hai. Đó là một cú ghi 2 điểm. Đây là một trận đấu mà chúng ta đang được chứng kiến rất nhiều những cú ném gặp nót. Và vừa rồi thì Hồng Nhung cũng đã có được một cú ném ở cự ly trung bình thành công. Vẫn là Hồng Nhung. Hồng Nhung rất nỗ lực với pha đi bóng vừa rồi. Tấn công vẫn đang được duy trì. Nhưng đó là một cú block thành công tới từ số 10 của UPS. Đường truyền tốt cho đồng đội có khoảng trống. Cú ném tựa bảng ghi 2 điểm. Đóng góp 12 trên 13 điểm họ đang có được vào lúc này. Thả floater tựa bảng quá hay đến từ Hồng Nhung. 4 điểm cách biệt đang được tạo ra bởi trường UPS. Và cuối cùng thì Tôn Đức Thắng cũng đã có thêm được 2 điểm. Vòng ngoài khá nhịp nhàng. Hồng Nhung quá hay. Minh Minh có góc và thả rổ ghi điểm. Hai đội vẫn đang bám đuổi nhau rất quyết liệt. Tính đến thời điểm hiện tại thì có lẽ đang còn cao hơn một số trận đấu của bóng rổ nam. Vâng, các tay ném đang ném rổ rất chuẩn xác. Tiếc là chưa có 2 điểm Hồng Nhung, nhưng vẫn là Hồng Nhung rebound. Hồng Nhung 2 điểm rồi. Hồng Nhung thực sự đang khiến cho rất nhiều các fan nam trên khán đài phải bùng nổ. Số 10 của UPS thực sự đang khiến cho những cánh mày râu ở trên khán đài đôi khi có lẽ họ cũng không thi đấu bằng số 10 Hồng Nhung. Cú ném ngay xót rổ. Có lẽ là rất ít đội nam ở giải này có thể ném ba vào tay như Tôn Đức Thắng. Cơ hội đây rồi, jump shot và tựa bảng ghi 2 điểm. 25-26. Vẫn đang là UPS. Hồng Nhung tiến vào. Không được. Vẫn là Hồng Nhung. Bắt bóng rebound chắc tay. Bị mất bóng rồi. Cú steal tốt. Cơ phản công 3-3. Phối hợp. Động tác giả. Lên rổ thành công. 2 điểm tính cho Tôn Đức Thắng. Để không để cho đối phương dẫn xa hơn. Thả rổ một tay. Tầm này đã hot hand thì điều gì cũng có thể làm được. Hết. Tôn Đức Thắng lại lên. Một tình huống có đủ người đánh thẳng vào hình thang. Chống chảy. 2 điểm nữa. 31-26, kinh hoàng. Và các gái Tôn Đức Thắng như là tiếp thêm tinh thần, có thêm một cầu thủ số 6 vậy. Nothing but net ạ. Trang fanpage FPT bóng rổ và trang fanpage của Liên đoàn bóng rổ thành phố Hồ Chí Minh. Quá ngây ngập. Chỉ trong vòng khoảng thời gian tầm 3 phút cuối của hiệp đấu thứ hai, nhưng vừa rồi thì Hồng Nhung đã bắt đầu hiệp đấu thứ ba này bằng một điểm số dành cho các cô gái trường UPS. Đây là pha lấy bóng của Tôn Đức Thắng. 2 điểm câu trả lời đến từ các cô gái của Tôn Đức Thắng. Như nửa tấn công đã không thành công, truyền cho Hồng Nhung chống trải quá và Hồng Nhung dễ dàng mang về 2 điểm cho UPS. Một tình huống bị lỡ chớn
nhưng bóng vẫn đang thuộc về phía Tôn Đức Thắng. Ném một cự ly trung bình, thành công rồi. Sai điểm của số 14 bên phía trường Tôn Đức Thắng. Bị bắt bài rồi. Không thể không ghi điểm. Ném ngay. Cú ném ba sọt sổ. Với khả năng ném ba như thế này thì có lẽ là cầu thủ Tôn Đức Thắng sẽ hủy diệt đối thủ. Xứng đáng là nhà vô địch khu vực phía nam của NUC. Hồng Nhung đáp trả đúng dáng dấp của tuyển thủ chuyên nghiệp, thủ lĩnh đích thực của Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao. Như hôm nay chơi với lửa. Quá hay. Nhưng đây là một câu trả lời. Có lẽ khen quá nhiều rồi. Họ vẫn quá mượt mà. Blow out. Rất nhịp nhàng. Ngọc Thoa. 3 điểm tính nữa. Cơ hội phản công dành cho cao thủ Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao. Và đó là pha ghi điểm đầu tiên ở trong hiệp đấu thứ tư. Bắt bóng tốt. Thành công, Hồng Nhung đã gỡ thêm được 2 điểm. Hồng Nhung lại rebound. Lần này thì Hồng Nhung đã sốc lại tinh thần của đồng đội. Cơ hội không hẳn là đã hết với UPS. Có 2 điểm. Lại là một lần nữa. Lần này đến lượt nghi phạm. Hồng Nhung. Tiếp tục là Hồng Nhung. Và Hồng Nhung đã có 29 điểm ở trận đấu này. Tình huống thả rổ rất tốt. Không được. Vẫn còn cơ hội thứ hai. Và lần này thì Hồng Nhung đã thành công. Có khoảng trống ở hình thang. And one. Không có tình huống ném ngay. Luân chuyển rất hay. Bài đánh quá hay của cầu thủ Tôn Đức Thắng. Hồng Nhung lại vào steal. Hồng Nhung steal được tình huống vừa rồi. Và đồng đội có 2 điểm nhờ nỗ lực của cô. Có thể là sang năm thôi trong màu áo của Đại học UPS. Hoặc là trong màu áo của đơn vị chủ quản Bình Thuận. Và xin được chúc mừng Đại học Tôn Đức Thắng. Chiến thắng chung cuộc 74-60 đã thuộc về phía các cô gái Đại học Tôn Đức Thắng. Và họ đã có chức vô địch giải bóng rổ sinh viên thành phố Hồ Chí Minh 2022. Nhà vô địch tuyệt đối của bóng rổ nữ sinh viên trong năm 2022 của thành phố Hồ Chí Minh. Các cô gái UPS cũng đã rất nỗ lực nhưng họ gặp phải đối thủ quá mạnh và đầy cảm giác trong ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng tạm nghỉ trong ít phút trước khi cùng nhau trở lại với trận đấu cuối cùng tại giải. Trận chung kết nam giữa Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Thể dục Thể thao thành phố Hồ Chí Minh. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.